Những người yêu nhau thường hay thề hẹn nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất. Nhưng người đàn ông mặc áo xanh tên Hồ Văn Sáu 53 tuổi và người phụ nữ áo vàng tên Hồ Trần Nguyệt Hương 48 tuổi có lẽ cũng vậy. Sau khi thể hiện rằng mình là người hùng trong mắt người yêu, sáng ngày 30 tháng 9 năm 2020, cặp tình nhân Sáu và Hương đã được đứng cạnh nhau tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định ở vị trí bị cáo. Tại phiên tòa sơ thẩm vụ án bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích này còn có 3 đồng phạm gồm Nguyễn Hữu Tân 28 tuổi, Hứa Anh Toàn 23 tuổi và Phạm Hồng Điệp 23 tuổi. Theo cáo trạng, bức xúc từ việc một người phụ nữ nợ tiền của Hồ Trần Nguyệt Hương nhưng không trả mà lẩn trốn nên Sáu muốn giúp người yêu đòi nợ. Trưa ngày 24 tháng 1 năm 2020, tức 30 Tết âm lịch, khi phát hiện con nợ đang đi chợ Phú Tài, thành phố Quy Nhơn, Hồ Văn Sáu đã đến đòi nợ và dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu con nợ, gây thương tích và tổn hại sức khỏe 6%. Do lúc này tại chợ có đông người nên Sáu và các bị cáo đã bắt giữ con nợ đưa đi nhiều nơi để tra khảo, uy hiếp đòi phải trả khoản nợ đã vay. Đến hơn 21 giờ cùng ngày, do sợ bị công an phát hiện, Hồ Văn Sáu chở con nợ rồi bỏ tại một công viên ngay đêm giao thừa. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Bình Định đã tuyên phạt Hồ Văn Sáu 9 tháng tù giam, Hồ Trần Nguyệt Hương mức án 9 tháng tù cho hưởng án treo, các bị cáo Tân, Toàn, Điệp cùng lãnh mức án 3 tháng giam.